Ngày hôm nay lên cho anh em một set loa Lyrae của lưới cao cô tích. Với độ phủ anh em có thể dễ dàng chơi với 300 đến 400 khách anh em nhá. Một set này thì chưa bao gồm dàn máy, và set này sẽ chỉ bao gồm loa Lyrae và súp ở bên phía dưới thôi. Và cái combo này thì nó là một combo đồng bộ, và anh em có thể nhìn thấy nó rất là đẹp đúng không ạ? Anh em đi sự kiện, anh em đi đám cưới mà nhìn thấy những cái set này thì nó cực kỳ là uy tín, đúng không ạ? Cực kỳ uy tín, cực kỳ chất luôn anh em nhá. Anh em không cần phải sử dụng súp kép, mà ở đây thì sẽ sử dụng hai chiếc đơn này anh em nhá. Chồng lên nhau như này, anh em nhìn một set combo nó thẳng luôn đúng không ạ? Nhìn nó rất là đẹp, mê man cho anh em. Và đây là một nửa set thôi anh em nhá. Đây là một nửa set thôi. Cấu hình này 80 triệu thì sẽ bao gồm đó là 4 tay Lyrae LA12 bát 30 và 4 chiếc súp đó là LA18S anh em nhé. Cái combo set này thì khi anh em mua thì sẽ tặng cho anh em cái chốt để anh em bắt các cái mid lao này với nhau này, các súp này với nhau này. Đấy, các chốt anh em nhé. Và tặng thêm cho anh em đó là 8 chiếc bánh xe luôn anh em nhé. 8 chiếc bánh xe này anh em này. Đấy, 8 chiếc bánh xe này để anh em di chuyển cái combo này nó rất là dễ. Và khi anh em mà có thêm chốt nữa thì nó rất là chắc chắn đúng không ạ? Thì nó rất là chuyên nghiệp, rất là đẹp anh em nhá. Đấy. Đây là hiện tại giữa hai chiếc súp này thì em chưa bắt chốt anh em nhá. Tại em chưa bắt chốt, em chỉ bắt chốt trên Lyrae thôi. Nhưng anh em nhìn nó quá đẹp luôn đúng không ạ? Một cái set combo này thì nó cực kỳ chất. Độ phóng phủ tốt và anh em rất dễ dàng di chuyển vận hành anh em nhá. Dễ dàng di chuyển vận hành thôi. Đấy, anh em nhìn những cái lớp sơn trên Lyrae LA12 và trên súp LA18S anh em nhá. Đây là một cái combo đi với nhau thì nó rất là chất. Loa thì sử dụng bát neo côn 76 2 chép anh em nhá. Còn súp ở dưới thì sử dụng từ 220 coi 100 anh em nhá. Anh em nhìn chưa? Một cái set nó quá là đẹp cho anh em đi sự kiện đám cưới như này anh em nhá. Anh em cứ như này thôi, anh em lắp bánh xe và anh em di chuyển cho em thôi, đúng không ạ? Một người anh em cũng có thể vận hành được cái set combo này anh em nhá. Một người thôi là anh em đã có thể làm được rồi. Nó rất là gọn gàng anh em nhá, nó rất là gọn gàng thôi. Anh em Lyrae thì sử dụng hàng nhập khẩu và súp này thì cũng sử dụng nó là hàng nhập khẩu nguyên con. Những chốt thông minh anh em cứ chốt vào, di chuyển thì anh em sử dụng bánh xe thôi anh em nhá. Một cái set combo này thì quá ngon cho anh em rồi. Đây. Anh em nhá. Đấy, combo set Lyrae này. LA12 và súp là LA18 anh em nhé, LA18S. Một cái set combo này thì anh em có thể sử dụng một con đẩy 1300W đến 1500W một kênh là anh em có thể vận hành được cái combo này rồi. Một con đẩy thôi anh em nhé, một con đẩy 4 kênh thôi là anh em đã có thể vận hành được cái set combo này rồi. Nó rất là gọn nhẹ, nó rất là ngon cho anh em, đáp ứng rất tốt về những giải âm phóng xa, bao phủ cho anh em 300-400 khách thì không có gì để bàn cãi rồi đúng không ạ? Cái thứ nhất là anh em đi làm một cái thiết kế chuyên nghiệp. Cái thứ hai là cái tiếng chất âm nó đáp ứng cho anh em rất tốt anh em nha. Đấy. Anh em nhìn chưa? Và cái set này mà anh em đặt đi đám cưới thì anh em để hai bên sân khấu thì đúng là nó nâng tầm của anh em lên luôn anh em nhá. Nâng tầm cái phong dạp đám cưới chất lượng của nhà dạp anh em lên luôn. Nhìn cái thiết kế đầu tiên là anh em nhìn vào nó đẹp đúng không ạ? Một cái set nó rất là đẹp, rất là ổn áp cho anh em. Giá thì quá hợp lý cho anh em một hàng nhập rồi. Có 80 triệu một set anh em nhé. Gồm 4 súp 50 rồi 4 tay Lyrae bát 30 anh em nhìn chưa. Đấy, cái set này chắc không có gì để bàn cãi anh em nữa. Đấy, đồng bộ thương hiệu của lưới cao cô tích. Đấy, set anh em nhìn quá miên man, mít mát và đẹp anh em nhé. Đấy, hàng thì chất anh em nhìn những khung Lyrae này, những khung này anh em nhìn chưa. Đấy, nhìn nó mướt đẹp chưa. Đấy, lớp sơn của nó rồi những cái khung la đây anh em nhìn nó quá là đẹp, quá là chất luôn anh em nhá. Một set này là 80 củ anh em nhá. Anh em có nhu cầu muốn mua hàng vận hành thì anh em phải liên hệ với bên em. Có giao hàng toàn quốc và có hỗ trợ lắp đặt tại nhà cho anh em nhá. Ok anh em.